Hi, xin chào mọi người ạ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Europe, kênh chuyên làm những dự án crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuột đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Europe để nhận token từ dự án Worldbot ạ. Tham gia về sự kiện này, mọi người sẽ nhận được 20.000 token WRTH ạ. Giá trị khoảng 10 đô ạ. Về top 25 người tuyển rep sẽ ăn chia 5.000 đô token ạ. Về sự kiện Europe này sẽ diễn ra vào ngày 20, sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10 ạ. Về dự án sẽ phân phối token về ví mọi người vào ngày 20 tháng 11. Rồi sau đó mọi người bấm start để tiến hành làm nhiệm vụ của dự án ạ. Mọi người tiến hành giải mã cấp tre ạ. Rồi sau đó mọi người, đầu tiên mọi người tiến hành lên nhiệm vụ cho group về channel của dự án trên Telegram ạ. Tiếp theo mọi người quay trở lại chatbot, mọi người click vào submit data luôn ạ. Mọi người tiến hành giải mã cấp tre ạ. Sau đó mọi người tiến hành gửi user Telegram của mình ạ. Mọi người click vào phần setting để mà lấy username ạ, và phần edit profile ạ. Rồi sau đó mọi người copy username của mình ạ. Mọi người lưu ý rằng sau khi copy mọi người ấn kèm theo dấu quay công cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm nhiệm vụ follow Twitter, like và retweet bài post của dự án và gắn thẻ 5 bạn bè ạ. Rồi sau đó mọi người là không người chết thì biết là rồi mọi người gắn thẻ 5 bạn bè của mình ạ. Tiếp theo mọi người về trang cá nhân từ Twitter của mình ạ. Rồi mọi người copy username ạ. Rồi mọi người gửi về chatbot ạ. Sau đó mọi người tiến hành gửi địa chỉ email của mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành gửi link mình để retweet và post của dự án và gắn thẻ 5 bạn bè ạ. Rồi mọi người về phần trong trang cá nhân, mọi người về phần tweet về câu trả lời ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành copy link mình để retweet và post của dự án ạ. Rồi cuối cùng mọi người gửi địa chỉ VPF20 của mình ạ. Để mọi người có thể dùng ví MetaMask 6 Wallet ạ, bằng 3 lần Smart Chain ạ. Rồi ok ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân của mình tham gia cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.